Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo Hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng, hành trình tăng tốc hợp tác phát triển năm 2021. Hoạt động nhằm kết nối cơ quan quản lý nhà nước, Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp và các chuyên gia, doanh nghiệp startup nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố trong bối cảnh hiện nay. Với nhiều chính sách, giải pháp nhằm cụ thể hóa đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn thành phố, cũng như nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia khu vực miền Trung Tây Nguyên, hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố thời gian qua đã có nhiều khởi sắc. Cái việc mà kết nối hệ sinh thái thì hiện nay thì chúng ta cũng có đầy đủ các cái chính sách để kết nối. Sở Khoa học Công nghệ chính là đầu mối kết nối các cái thành tố của hệ sinh thái. Và chúng tôi cũng cố gắng là hỗ trợ tối đa các cái thành tố, kể cả là từ các vườn ươm, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các cái viện trường. Một số ý kiến cho rằng trở ngại lớn nhất trong phát triển khởi nghiệp hiện nay chính là tư duy phải có khuôn khổ pháp lý trước rồi mới làm, trong khi thực tế việc đổi mới sáng tạo thuộc về tư duy. Vì vậy, vấn đề được quan tâm là làm thế nào để tiếp tục gia tăng các nguồn lực và mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ thiết thực, hiệu quả hơn hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương. Làm sao giúp cho cái cơ chế chính sách mà thành phố Đà Nẵng đã ban hành đi vào trong cuộc sống, giúp cho các startup có thể là tiếp cận được các cơ chế chính sách một cách dễ dàng. Rồi làm sao để chúng ta xây dựng các mạng lưới, các cái nhà cố vấn. Hiện tại chúng ta đang thiếu các mentor rất là nhiều, chúng ta thiếu các nhà đầu tư thiên thần, thì đó là cũng là cái điểm nhấn mà chúng ta phải xây dựng các cái mạng lưới nó mạnh hơn, nó chất lượng hơn. Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, trong đó chú trọng triển khai dự án khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, phát huy nguồn lực địa phương, huy động các nguồn lực trung ương và kết nối, tranh thủ các nguồn lực quốc tế, nguồn lực tư nhân để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp hoàn chỉnh.